Đun lạnh tôn màu AZ100150 của Tôn Đông Á bảo hành lên đến 20 năm. Quyết Thắng và Đình Khôi kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Nhật Ký Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 29 năm 2017 non sông liền một giải do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của nhà tài trợ chính Tôn Đông Á. Thưa quý vị, hôm nay là chặng thứ tư, là một ngày rất là đặc biệt trong lịch sử Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên có một vòng đua quanh thị xã Gia Nghĩa của tỉnh Đắk Nông. Về lộ trình thì cũng giống như là chặng đầu tiên quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ ở Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 45 km thôi. Thế nhưng mà sức lực ngày hôm nay thì các vận động viên bỏ ra hứa hẹn sẽ phải tăng từ 7 đến 8 lần. Và theo bản thân tôi dự đoán thì ngày hôm nay sẽ là ngày tỏa sáng của tay đua Lewis thuộc đội Bike Life Đồng Nai. Và lý do vì sao thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ chờ xem trong chương trình Nhật Ký ngày hôm nay. Nhưng mà một điều đặc biệt nữa là các tay đua của Việt Nam, những tay đua leo đèo dốc tốt thì cũng đã sẵn sàng đối đầu với những ngoại binh. Trong xe đạp đường trường, đối thủ lớn nhất của các tay đua chính là những ngọn đèo dốc. Và với chặng 4 này, chỉ cần lơ là một vài nhịp, bạn sẽ bị đoàn đông bỏ lại ngay. Sự tập trung phải được duy trì trong suốt 25 vòng quanh thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Bởi mỗi vòng đua dài 1,7 km, có 2 con dốc. Đem nhân lên với 25 vòng thì tổng cộng trong 45 km, các chàng trai cùng chú ngựa sắt của mình phải trải qua 50 lần leo dốc tất cả. Vừa mới xuất phát, đã phải lên con dốc đầu tiên nghiêng 10 độ. Vừa lên đỉnh dốc, lại phải ôm cua khá gắt. Xuống con dốc đầu tiên 800 m, các cua rơ tiếp tục nhấn bàn đạp lên con dốc thứ hai nghiêng 6 độ. Mới thả chân vài giây, lại phải ôm cua gắt quay đầu. Lần đầu tiên trong lịch sử Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, một vòng đua ski tranh nước rút trên các con dốc. Ban tổ chức đã thiết kế lộ trình thật mới lạ và hấp dẫn, nhưng sẽ rất mệt đấy. Chặng hôm nay vòng quanh thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đúng là mệt thật, tốn 7 đến 8 lần sức so với lại phố đi bộ Nguyễn Huệ ở chặng ski đầu tiên, đúng thật. Quyết Thắng đặt niềm tin vào chiến thắng dành cho Loïc Destriat của đội Bike Life Đồng Nai vì anh có lợi thế về tố chất một tay đua đến từ châu Âu và cũng từng chứng kiến tài ra xe và biến tốc rất nhanh của Loïc ở các cuộc đua khác tại Việt Nam. Nhưng sau 2/3 lộ trình, 18 vòng, kết thúc cả 2 sprint tính điểm dọc đường, chờ mãi vẫn chưa thấy Loïc Destriat trình diễn. Chưa có hay sẽ không có bất kỳ một thời cơ nào để ra xe. Vậy là tay đua Loïc đã bị rớt lại phía sau rồi. Vâng, và dự đoán của Quyết Thắng thì đã sai ngay khi mà chặng đua hôm nay bắt đầu được chưa đầy một nửa. Tuy nhiên xe đạp đường trường là một môn đầy bất ngờ và rõ ràng một cánh én không thể làm nên mùa xuân. Các tay đua nước ngoài dù rất mạnh nhưng ở thời điểm hiện tại thì cuộc chiến trong cục diện này thuộc về các tay đua của Việt Nam. Thế là quyền định đoạt cục diện nằm trong tay 4 ứng viên hàng đầu: Anh Văn Hội Việt Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc Khu 7, Gạo Hai Ông Trời An Giang, Dương Domesco Đồng Tháp. Sau sprint 1, huấn luyện viên Lê Thành Liêm của An Giang đi nước cờ trước, để trên đèo cử phách nhất Lê Ngọc Sơn 2 lần đua leo núi Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá ra đi. Nhiều chuyên gia nhận định chàng trai này sẽ không có đối thủ trên các cung đèo. Ồ, thì ra huấn luyện viên Lê Thành Liêm đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch B, đề phòng kế hoạch A bị phá sản. Kế hoạch A vừa được tạo dựng hôm qua, Nguyễn Hoàng Giang đang chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua áo vàng chung cuộc. Nhưng biết đâu rủi ro lại ập đến ở các chặng đèo khắc nghiệt trên Tây Nguyên đại ngàn như Trần Thanh Điền gặp phải ở chặng 3. Một khi kế hoạch A đánh áo vàng chung cuộc của Hoàng Giang phá sản, thì kế hoạch B Lê Ngọc Sơn sẵn sàng thay thế. Nhưng các đối thủ khác cũng đồng vị đội An Giang rất nhanh. Huấn luyện viên Trần Văn Quyết của Dương Domesco Đồng Tháp tùng Phan Hoàng Thái ẵm theo. Huấn luyện viên Trần Thôi của đội Quân Khu 7 giao trọng trách cho Huỳnh Thanh Tùng. Anh Đỗ Thành Đạt của Anh Văn Hội Việt Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh sai lại quân chủ lực từng mặc áo vàng chung cuộc 2 năm gần đây, Nguyễn Trường Tài. Từ sau sprint 2, sang diễn giao lại cho 4 diễn viên chính này. Nếu trên đèo cao dài thì Lê Ngọc Sơn là số 1, nhưng còn địa hình pha trộn giữa đường bằng và đường dốc ở Gia Nghĩa này thì lợi thế lại thuộc về 3 tay đua kia: Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Trường Tài, Phan Hoàng Hải, những chân leo cũng giỏi mà rút cũng tốt. Thực tế đã chứng minh sự bất lợi của Ngọc Sơn. Khi còn 3 vòng cuối, Trường Tài quyết định phá sức Ngọc Sơn, người đồng hương từng là đồng đội và bây giờ lại là đối thủ lớn nhất. Đàn em ở Đồng Tháp trước đây, Phan Hoàng Thái thêm sức hỗ trợ cho Trường Tài, khiến chừng nào số 1 Việt Nam hụt hơi rớt lại phía sau. Ở đây thì đường đèo dốc thì tụi em cũng khá là hưng phấn, và đặc biệt là do Lê Ngọc Sơn rồi có làm việc về hơi nhiều về chiến thuật đồng đội nên em và Tài có thể đánh bại được Lê Ngọc Sơn ở những vòng cuối cùng của trận đua ngày hôm nay. Nhưng nước cờ thành công chỉ một nửa. Trong bối cảnh cả người tấn công và bị tấn công đều mệt, thì Huỳnh Thanh Tùng của quân khu 7 nãy giờ đang nương theo chiều gió, chớp lấy thời cơ đi nước lớn, cán đích đến đầu tiên. Một chiến thắng hoàn hảo cả về tài lẫn về trí. Khi về đích thì em xử lý bằng tốc độ nhanh của mình để thắng trận ngày hôm nay. Em rất là vui mừng, là vượt qua bản thân của em và em cố gắng để quyết tâm thắng trận nhất ngày hôm nay. Thắng trận 4, chiếm luôn áo xanh, niềm vui nhân đôi cho Huỳnh Thanh Tùng, lại là nỗi tiếc nuối gấp bội cho Nguyễn Trường Tài và Phan Hoàng Hải. Kết quả hôm nay Tài chưa hài lòng cho lắm vì cái khoảng cách của Tài với Sơn với em khác còn khá gần, chưa có được yêu cầu giống như mong muốn của Tài. Nguyễn Dương Hồ Vũ của trẻ Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ áo vàng, nhưng thế trận của thầy trò Đỗ Thành Đạt vẫn bất lợi lớn trên bàn cờ cục diện chung so với ba đối thủ An Giang, Quân khu 7 và Đồng Tháp. Thưa quý vị, diễn biến ở chặng 4 này với vòng đua quanh thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông quả là hấp dẫn và kịch tính, với những đoạn biến tốc liên tục giống như là những điệu hát nhạc rock của phần ca sĩ Phạm Anh Khoa, hay là những điệu âm nhạc đầy sôi động của DJ Aria. Vâng, và các huấn luyện viên ngay từ những trận đầu tiên thì họ đã toàn tính rất nhiều. Khi một huấn luyện viên này tư duy chiến thuật thì một huấn luyện viên khác cũng đang toàn tính những điều khác cho bản thân mình và có rất nhiều kế hoạch. Kế hoạch A hôm qua, hôm nay thì kế hoạch B, và còn bao nhiêu kế hoạch nữa thì chúng ta hãy chờ trong những trận tiếp theo. Còn bây giờ thì chương trình Nhật Ký Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 29 năm 2017 non sông liền một giải xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của nhà tài trợ chính Tôn Đông Á.